ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả của đài FPTN. Cùng với người dân Việt trên quê hương và khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt Charlotte, tiểu bang North Carolina tổ chức lễ hội mừng xuân Canh Tý được diễn ra lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020. Tại trung tâm Oasis Center 604 Dock Major, Charlotte, tiểu bang North Carolina, tiếng trống múa lân mở đầu cho chương trình mừng xuân bắt đầu. Đón chào năm mới là một lễ hội truyền thống. Người người liên kết, gặp gỡ tạo nên những nhịp cầu thân ái, xích lại gần nhau, chúc tuổi lẫn nhau, những gì tốt đẹp nhất trong năm mới. Như lời chào mừng và chúc Tết của bà Chủ tịch cộng đồng. Tạo cơ hội hàng năm để mọi người họp mặt mừng Tết, kính nhớ ông bà tổ tiên, mừng tuổi nhau, bước sang năm mới. Thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Charlotte, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới khang an, thịnh vượng, sức khỏe thật dồi dào và mọi sự được như ý nguyện. Dạ, tụi con đại diện cho nhà băng BB&T tới đây để ủng hộ cộng đồng người Việt và cầu mong năm mới cộng đồng người Việt mình giúp đỡ nhau và đoàn kết để có một mùa Tết sung túc. Cảm ơn anh là phóng viên của đài SBTN. Tôi là Mục sư Nguyễn Công Chính, chủ tịch của Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam. Vì Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam năm 1975 mà chúng ta có mặt ở trên nước Mỹ. Chính vì điều đó mà thế hệ con em, dù là chúng ta học cái văn hóa tiến bộ văn minh nhất thế giới là tức là ở nước Mỹ, nhưng chúng ta vẫn giữ được cái nét văn hóa truyền thống của ông bà tổ tiên của chúng ta. Cộng đồng người Việt chúng ta tại đây mỗi năm tổ chức đông hơn, có ý nghĩa hơn và giúp đỡ cho chúng ta luôn luôn nhớ đến những tinh túy của quê hương chúng ta. Con tên là Khoa Nguyễn. Con tên là Thư Phạm. Con thấy không khí ở bên này cũng làm cho mình nhớ bên Việt Nam. Và khi mỗi lần Tết đến là con nhớ tới bánh chưng, bánh tét. Dạ, rồi truyền thống áo dài là con thích mặc áo dài. Rồi mấy đứa nhỏ, con có 4 đứa nên con thích, con của con cũng nhớ tới truyền thống Việt Nam. Nên bọn con mặc áo dài cho các con của con để cho nhớ tới Việt Nam, quê Việt Nam mình. Dạ. Xin bác sĩ cho biết trong cái quá trình động lực nào mà bác sĩ đã khiến cho bác sĩ sau khi tốt nghiệp thì lại có một cái sự hoạt động về cái con đường bác ái phục vụ cho tha nhân. Cảm ơn anh Bằng và SBTN cũng nhân dịp đây thì cũng có muốn gửi lời chúc Tết cho tất cả các quý khán thính giả của SBTN. Xin trả lời cho câu hỏi của anh đó là vì ngày xưa thì mình cũng là người di dân từ Việt Nam qua Mỹ, thành ra là lúc nào mình cũng nhớ ơn đến những người đã giúp cho mình được hoàn thành, coi như là thực hiện được những cái ước muốn của mình khi mà mình qua bên Mỹ định cư. Thì trong cái tinh thần đó thì mình nhớ ơn những người đó thì mình sẽ tìm cách mình trả ơn bằng cách là mình giúp cho những người khác. Dẫu xa xứ nhưng Tết dân tộc luôn được trân quý, thể hiện với văn phong của cha ông để lại. Chính vì thế, đón chào năm mới là một lễ hội truyền thống. Người người liên kết, gặp gỡ tạo nên những nhịp cầu thân ái, xích lại gần nhau, chúc tuổi lẫn nhau, những gì tốt đẹp nhất trong năm mới. Tôi, Bùi Văn Bằng, tường trình cho đài FPTN tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.